chị cùng các bạn đã đến với video review sản phẩm của Vinmark ngày hôm nay. Trước mặt em có một chiếc máy thái củ quả đa năng TBT200 thay thế cho VMT300 ạ. Cô chú anh chị nào đang tìm mua thì mọi người có thể là ở lại video này để chúng ta thử xem là cái mẫu TBT200 này có điểm gì khác biệt, có điểm gì nổi trội mà Vinmark lại thay thế model đó bằng model này ạ. Về tổng quan thì mọi người nhìn nó cũng khá là giống nhau, nhưng với cái mẫu TBT200 này thì gọn hơn và dễ dàng sử dụng vận hành hơn ạ. Bao quanh bởi nhựa cao cấp và inox, chúng ta sẽ dễ dàng vệ sinh máy và máy rất là sáng, rất là sang. Mọi người có thể để ở trong khuôn viên bếp hay là để trong nơi chế biến cần thái củ quả thì nó cũng không chiếm nhiều diện tích. Mà máy gồm hai bộ phận, đó là bộ phận cối chứa nguyên liệu và phần motor. Động cơ của máy sử dụng motor 200W, cối chứa từ 2 đến 3 kg. Thái củ quả xong thì các phần trong máy sẽ đẩy thành phẩm ra ngoài, các cái phụ kiện đi kèm theo máy. Có 3 cái bàn dao như thế này. Trong cùng này đây là thái hột liệu và đi kèm theo thì sẽ là 3 cái size cỡ khác nhau, cỡ nhỏ, cỡ vừa và cỡ lớn tùy vào nhu cầu của khách hàng. Và có một cái lưỡi để chúng ta thái sợi. Đây ạ. Mọi người có thể thái sợi bằng cái lưỡi này. Có hai cái lỗ để chúng ta có thể cầm tay vào để tránh cái chạm tay vào đầu dao hay đứt tay cầm này. Rất là dễ dàng. Lưỡi thái lát hai dao nhé mọi người. Có một cái chốt để chúng ta có thể sử dụng được lưỡi thái lát và thái sợi này. Chúng ta sẽ gắn cái phần đầu nhọn vào đây, hình hoa đây mọi người, sẽ để vào cho nó khớp. Mở máy ra để chúng ta cho vào. Thao tác mở máy thì rất là dễ dàng. Phần tay cầm ở đây, ở bên trên sẽ có một cái điểm, chúng ta sẽ đẩy nó về ngược chiều kim đồng hồ và chúng ta sẽ nhấc cái nắp này ra. Đây là cái khoang chứa sau khi mà thành phẩm đã được cắt sẽ đi xuống. Dễ dàng hơn thì mọi người sẽ để cái chốt này vào trước này. Sau đó thì chúng ta sẽ lắp cái hình hoa này vào. Sau đó thì mọi người sẽ đặt nắp này lại. Mọi người ấn nhẹ xuống và chúng ta sẽ khớp lại này. Thao tác rất là dễ dàng. Khi mà mọi người lắp ráp các cái bộ phận thì nó khớp, thì khi mà chúng ta cắm điện thì máy nó mới chạy. Rất là an toàn cho người sử dụng. Ở phần phía bên trên miệng nắp này sẽ có một cái thanh đỡ này, là trong quá trình vận chuyển để chúng ta có thể giữ được các cái nắp gọn gàng ở trên đây. Có hai cái phần nắp khác nhau. Tại sao lại có những kích thước size nắp khác nhau này? Để chúng ta có thể cho những cái loại củ quả vào. Củ quả to thì mọi người sẽ dùng cái size to nhất này. Như củ quả rốt tròn tròn thì mọi người sẽ để các cái khay như thế này. Sau khi mọi người cho củ quả vào thì mình sẽ dùng cái này để chúng ta có thể là ấn nó xuống nhé. Giống như các cái dòng máy ép chậm. Chốt này thì mọi người sẽ để ngang qua như này. Với thiết kế của sản phẩm này mình sẽ nhìn thấy chú thích ở đây. Một cái chỗ là chìa khóa mở và một cái chỗ chìa khóa đóng. Có nghĩa là xoay chiều kim đồng hồ thì cái cối vào khớp, và khi thay ngược chiều kim đồng hồ thì cái cối của chúng ta sẽ được nhấc lên. Đây ạ, đấy, theo chiều kim đồng hồ. Nó kêu một tiếng khớp một phát, có nghĩa là máy của chúng ta đã lắp ráp thành công. Có cà rốt ở đây. Em sẽ thực hiện với cái lưỡi thái hột liệu trước, bởi vì khách hàng của Vinmark rất là quan tâm đến thành quả của thái hột liệu. Có 3 cái kích thước size, size nhỏ, size vừa và size lớn. Để mà tháo được cái khay hột liệu này ra, mọi người thấy có cái phần chốt đây, mọi người đẩy nhẹ lên thôi là chúng ta có thể lấy được cái khớp ra. Em sẽ sử dụng với cái size bé nhất, size này. Đặt vào thế, đẩy nhẹ xuống cho nó vào khớp. Đầu của các cái lưỡi sẽ có cái tay chốt cầm để chúng ta cầm nó sẽ tiện hơn, tránh trường hợp chúng ta cọ tay vào các cái phần lưỡi này bị đứt tay. Sẽ đặt phần khớp chốt vào đây để nó khớp thì chúng ta vừa đóng nắp. Ta sẽ ấn nhẹ xuống. Khi mà chúng ta đặt cái nắp xuống, chúng ta kéo vào nó rất là dễ dàng. Sản phẩm này sẽ thường sử dụng thích cắm 3 chấu. Mọi người có thể là bẻ đi một cái chấu này. Chân này là chân mát nên là hoàn toàn không ảnh hưởng. Chúng ta có thể điều chỉnh được hai nút chức năng. Số 0 là máy đứng yên này, nên số 1 dao sẽ quay với cái tốc độ vừa, và số 2 là dao sẽ quay với tốc độ nhanh. Và bây giờ thì em sẽ test máy với tốc độ vừa trước. Ra không bị nát thì mọi người sẽ đặt đúng theo chiều như này. Vị trí thái hột liệu với cái cửa miệng xuống nó khớp với nhau. Ok. Được rồi ạ. Thành phẩm ra nó sẽ đẹp. Và bên em sẽ chuyển sang là thái sợi.
thao tác thì sẽ tương tự. Chúng ta sẽ bỏ cái phần khay này ra. Để lắp được hai sợi thì mọi người lắp cái phần chốt này vào. Và sau đấy thì chúng ta sẽ lắp máy vào. Đặt vào. Tốt quá. Ok. Vậy là điểm đặc biệt của cái lưỡi thái lát và thái sợi ở đây, có thể điều chỉnh được cái độ mỏng của nó. Có thể nhìn thấy ở trong đây này, nó sẽ có các cái lớp đệm khác nhau. Mọi người chỉ cần tháo hai cái con vít này ra và chúng ta sẽ gỡ cái đệm này ra để chúng ta làm cho thành phẩm ta mỏng hơn. Chúng ta có thể điều chỉnh được cỡ là 2 ly và 4 ly ạ. Tương tự lưỡi thái sợi ở đây cũng vậy, đệm ở bên trong. Phần sợi ra đây ạ. Đây là sợi to, muốn sợi nhỏ hơn thì chúng ta mở cái chốt ra và chúng ta tháo vội cái đệm ra để nó mỏng hơn ạ. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ sang phần thái lát. Mẹ mua khá là nhiều cà rốt nhưng mà thái hột liệu hơi lố tay quá tay. Quá nên thành ra là bây giờ còn ít thì... Mọi người muốn thái lát to, lát nhỏ, để cả củ thì nó sẽ đẹp hơn. Đây là cái phần lát đã dày 4 ly. Chúng ta có thể điều chỉnh 2 ly nữa. Làm xong thì mọi người sẽ ngắt máy và chúng ta sẽ rút nguồn điện, rồi sau đó chúng ta mới vệ sinh. Để vệ sinh chiếc máy này thì chúng ta sẽ tháo phần cối này ra. Chúng ta sẽ vệ sinh riêng thân máy này. Mọi người sẽ dùng khăn ẩm chúng ta lau qua và xịt cồn để cho máy của chúng ta sạch. Mọi người cẩn thận là tránh tay chạm vào lưỡi dao, tránh đứt tay ạ. Model TBT 200 này thì năng suất 1 giờ mọi người có thể cắt lát, thái sợi hoặc là thái hột liệu khoảng từ 200 cho đến 300 kg tùy vào nguyên liệu mà chúng ta cho vào máy. Một cái sản phẩm cực kỳ là phù hợp đối với các cơ sở chế biến hoặc là hộ gia đình, tích hợp nhiều chức năng trong một sản phẩm, giảm thiểu được chi phí. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng thì quý khách hàng mình có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc có thể truy cập vào website maymocviet.vn. Và cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.